Trong khi đó, theo ghi nhận của các phóng viên tại khu vực tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp trên địa bàn của thủ đô Hà Nội, thì nhiều gia đình công nhân đã bắt đầu rục rịch mua sắm để về quê ăn Tết. Nhưng tâm trạng của họ thì còn lắm những nỗi niềm, bởi lịch làm việc sẽ kéo dài tới giáp Tết, trong khi lương thưởng thì chưa biết sẽ được thưởng bao nhiêu. Sau giờ làm, chị Ngôn Thị Chi tranh thủ đi chợ, lựa cho mấy đứa nhỏ đang ở quê cùng ông bà nội một vài bộ quần áo mới. Tết cũng chỉ cách chục hôm nữa mà cả vợ chồng anh chị đều phải làm việc đến ngày 28 Tết mới được nghỉ. Ngày nào cũng gọi điện mà bố mẹ mua cái gì cho con chưa? Bảo 28, 27, 28 bố mẹ mới về cơ. Mới mua được cho con, giờ thì đang làm việc ấy. Đấy, giờ chưa được nghỉ. Mà hai vợ chồng và đứa em xuống đây hết thì ở nhà bây giờ bỏ ba đứa con cho bố mẹ chăm cho, giờ Tết nhất đến nơi rồi. Thực sự để về Tết này tôi rất là lo và muốn mua sắm nhiều thì mong công ty thưởng nhiều, nhưng mà hiện tại công ty cũng chưa có lịch mà thông báo. Cùng cảnh ngộ rời quê lên Hà Nội mưu sinh như gia đình chị Chi, vợ chồng chị Nga hơn chục năm nay cũng đành gửi hai cô con gái lớn cho ông bà ở quê. Cậu con trai út còn nhỏ nên được lên Hà Nội cùng với bố mẹ. Tết với chị Nga dường như vẫn đang ở đâu đó rất xa. Giờ nghỉ Tết thì về thì mẹ con mới bắt đầu sắm, thì có gì thì sắm Tết thôi. Nhưng còn giờ thì chưa sắm được gì, vẫn còn lo đi nào. Sắm thì năm mới này chỉ có cho các cháu quần áo, rồi đi chợ các cháu thích cái gì thì mua sắm cho các cháu cái đấy thôi. Thưởng Tết của chị Nga năm nay chắc cũng không nhiều hơn năm ngoái, nên chị cũng chỉ mong sớm đến ngày được về đoàn tụ với gia đình. Một năm đi làm xa nhà thì cũng mong đến ngày Tết thì được nghỉ thì để về tụ tập gia đình thôi, hộ gia đình con cái. Thì Tết mới có thời gian, chứ còn ngày thường thì cũng không có thời gian. Bất kể thưởng Tết ít hay nhiều hơn năm ngoái, thì vợ chồng chị Chi cũng sắm sửa hai túi quà cho gia đình nội ngoại hai bên. Một năm quần quật mưu sinh, cũng chỉ để cuối năm có cái Tết tươm tất bên người thân.